Đàm Mạt và nụ hôn vừa sâu vừa nồng nhiệt kéo dài 1 phút rưỡi của Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu. Đàm Tùng Vận, Hứa Ngụy Châu quả là biết nam khán giả đỏ mặt vì cảnh hôn dài hơn 1 phút rưỡi. Bộ phim Phố Ma Dương Thân Yêu do Hứa Ngụy Châu và Đàm Tùng Vận đóng chính. Ekip sản xuất đã mạnh tay tung cảnh Hứa Ngụy Châu, Đàm Tùng Vận hôn nhau dưới mưa. Dưới làn nước khiến cả hai người ướt sũng. Hứa Ngụy Châu và Đàm Tùng Vận hôn môi say đắm. Nụ hôn chạm lưỡi của hai người kéo dài đến 1 phút rưỡi làm người xung quanh phải đỏ mặt thay. Một số khán giả nhận xét rằng hôn môi như Đàm Tùng Vận, Hứa Ngụy Châu mới là hôn. Trước đó Đàm Tùng Vận cũng gây xôn xao khi đóng phim Cẩm Y Chi Hạ, nhưng chẳng có cảnh hôn nào nồng cháy như thế này. Phố Ma Dương Thân Yêu lấy bối cảnh năm 1984, xoay quanh câu chuyện về Âu Tiểu Kiếm, một thiếu niên lớn lên ở khu Ma Dương, thuộc thành phố Quảng Châu. Ban đầu Âu Tiểu Kiếm là học sinh ở trường cảnh sát nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại thay đổi tính cách rồi trở thành côn đồ cộm cán. Điều này khiến cho cô bạn thanh mai trúc mã của Âu Tiểu Kiếm là Mã Hiểu Hiểu, Đàm Tùng Vận vô cùng kinh ngạc. Sau vài lần đụng độ, giữa Âu Tiểu Kiếm với Mã Hiểu Hiểu đã xảy ra mâu thuẫn. Tiếp đến hai người dần xóa bỏ hiểu lầm, rồi từng bước thấu hiểu đồng cảm với nhau hơn. Chuyện tình yêu giữa Âu Tiểu Kiếm, Mã Hiểu Hiểu cũng bắt đầu từ đây. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, cô nổi lên từ sau bộ phim Cẩm Y Chi Hạ và rất nhiều bộ phim thanh xuân vườn trường. Trong cuộc chiến nữ thần Kim Ưng năm 2020, Đàm Tùng Vận chỉ xếp sau Tống Thiến ở bảng xếp hạng bình chọn. Nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận có nhiều phim ăn khách, gây tiếng vang trong năm qua. Tuy nhiên về mặt sắc vóc thì cô vẫn còn thua kém Tống Thiến. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!